Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Khởi công xây dựng nghĩa trang nhân dân phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai 4. Bài học trong quản lý đất dự án tại xã Bãi Sậy. Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị ở xã Chỉ Đạo. Để gà Đông Tảo sớm trở thành sản phẩm OCOP xếp hạng 5 sao. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của đại hội. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và 236 đại biểu chính thức. Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa 9. Hiện nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh có 9 đồng chí, trong đó cán bộ chuyên trách cơ quan tỉnh hội có 7 đồng chí, lãnh đạo Hội Nông dân các huyện thị thành phố 1 đồng chí và lãnh đạo sở ngành đoàn thể có 1 đồng chí. Hội Nông dân tỉnh khóa 9 đã bổ sung 12 đồng chí, nâng tổng số đại biểu trong Ban chấp hành hội là 33 đồng chí. Tại phiên làm việc, các đại biểu đại diện cho các cấp hội nông dân cơ sở đã trình bày tham luận về tình hình phát triển nông nghiệp nông thôn và nông dân trong tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh có khoảng 800.000 nông dân, trong đó có trên 210.000 hội viên nông dân đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ qua, các hội viên đã tích cực chuyển đổi gần 2.200 ha đất trồng cây hiệu quả thấp sang trồng cây lâu năm, kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao. Giá trị canh tác toàn tỉnh Hưng Yên khoảng 230 triệu đồng một ha, đã tích cực thực hiện quỹ hỗ trợ nông dân. Đến nay, quỹ đã đạt gần 97 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 150 dự án với trên 2.000 hộ vay. Tại đại hội, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao kết quả mà các cấp hội nông dân trong toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí nhấn mạnh, phát huy tốt vai trò là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, các cấp hội nông dân trong tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp vận động nông dân hăng hái tham gia lao động sản xuất, tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân, tham gia xây dựng đảng chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Tôi đề nghị các đại biểu của đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận dân chủ, đoàn kết, thống nhất và bám sát số lượng, cơ cấu nhân sự. Đại hội đã được Ban chấp hành hội giới thiệu, hiệp thương theo các bước thực hiện nhân sự và đã được Ban thường vụ tỉnh ủy nhất trí. Tôi tin tưởng rằng mỗi ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ được bầu vào khóa 10 có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác hội và phong trào nông dân, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể đi đôi với đề cao trách nhiệm, vai trò của mỗi cá nhân, đoàn kết thống nhất, chủ động tích cực tham mưu với cấp ủy, đảng chính quyền các cấp chủ trương về hoạt động công tác hội, tăng cường phối hợp với các cấp các ngành xây dựng và khai thác cơ chế chính sách nhằm phục vụ tốt công tác hội và phong trào nông dân, đi sâu đi sát cơ sở, lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của cán bộ hội viên và nông dân. Các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân luôn xuất phát từ cơ sở và hướng mạnh về phía cơ sở. Các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên khóa 10 với 33 đồng chí và bầu Ban thường vụ hội với 9 đồng chí. Đồng chí Vũ Văn Thắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ tiếp tục với ngày làm việc thứ hai, ngày 23 tháng 9. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ tiếp tục phản ánh trong các chương trình sau. Nhằm đáp ứng nhu cầu di rời các phần mộ nằm trong phạm vi cần bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua địa bàn, sáng nay huyện Văn Giang đã tổ chức khởi công dự án chỉnh trang, cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân đầu tiên tại thôn Tầm Tang, xã Thắng Lợi. Dự án khu nghĩa trang nhân dân bao gồm các hạng mục giao thông, san nền, thoát nước mưa, cổng hàng rào, nhà tang lễ, hệ thống cấp điện và các công trình phụ trợ khác. Dự án có tổng diện tích trên 4.600 m2, phục vụ cho việc di dời hơn 200 ngôi mộ của thôn Tầm Tang. Trước đó, xã Thắng Lợi đã triển khai thông báo trên hệ thống truyền thanh và thống nhất lập hồ sơ từng ngôi mộ làm căn cứ để hỗ trợ bồi thường,
hoàn thiện thủ tục di chuyển bộ. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động, giải thích nên dự án đã được người dân đồng thuận nhất trí cao và đang triển khai giải phóng mặt bằng thuận lợi. Chúng tôi đã tuyên truyền đến người dân và cũng đã tổ chức họp với các hộ gia đình nhà mà có phần mộ trong vùng vành đai 4 ấy để giải phóng mặt bằng, thì các người dân là cũng đã đến họp và nắm được tất cả các chủ trương chính sách của trong cái dự án và cũng đã hiểu 100% cái số hộ mà có phần mộ trong vùng dự án ấy phải di chuyển ấy là đều đồng thuận rất cao. Chúng tôi cũng xác định là đây là cái dự án trọng điểm của cả nước, thế cho nên là nhân dân chúng tôi là hoàn toàn chấp thuận và đồng thuận về cái việc di chuyển mồ mả của gia đình. Qua được tuyên truyền của các cấp thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí và 100% người dân đến giờ là chúng tôi đã nhận cái tiền hỗ trợ của nhà nước để di chuyển mồ mả các cụ, chỉ chờ cái tiến độ khi trên xây dựng xong là chúng tôi sẽ sẵn sàng di chuyển các cụ đúng theo kế hoạch của trên đề ra. Chúng tôi dự kiến xong trước 30 tháng 10 năm 2023. Đồng thời chúng tôi tuyên truyền vận động đến cán bộ và nhân dân trong xã, các hộ gia đình có phần mộ sẽ di chuyển từ đầu tháng 9 âm lịch để đảm bảo cho công tác bàn giao giải phóng mặt bằng. Đồng thời chúng tôi trong công tác tổ chức thực hiện thì chúng tôi cũng đã triển khai họp bàn dân chủ từ xã đến thôn để cán bộ và nhân dân trong xã biết và thực hiện. Thì đến thời điểm hiện tại thì cán bộ và nhân dân trong xã rất ủng hộ chủ trương, sẵn sàng cho việc di chuyển phần mộ của gia đình đến vị trí mới, đảm bảo cho công tác bàn giao giải phóng mặt bằng. Dù đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất và được bố trí khu tái định cư ổn định cuộc sống, nhưng các hộ dân nằm trong vùng dự án đường kết nối đường DT387 với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thuộc xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi đã lấn chiếm khu vực này làm nơi sinh sống, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, làm ảnh hưởng đến việc thi công. Diện tích đất thu hồi phục vụ dự án đường kết nối đường tỉnh 387 với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng tại địa bàn xã Bãi Sậy gần 1.800 m². Trước đây khu vực này thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đã thực hiện giải phóng mặt bằng từ năm 2013. Đến năm 2022, khu vực này được quy hoạch thuộc dự án đường kết nối đường tỉnh 387 với đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Sau 10 năm giải phóng mặt bằng, dù đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất và được bố trí khu tái định cư ổn định cuộc sống, nhưng 14 hộ dân này đã lấn chiếm khu vực này làm nơi sinh sống, sản xuất nông nghiệp, kinh doanh. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, cho thấy sự thiếu sát sao, buông lỏng trong công tác quản lý đất đai làm ảnh hưởng đến việc thi công dự án. Khi mà người dân người ta đã sử dụng hoặc là người ta lấn chiếm thì người ta đã xây dựng trên đó. Thế cho nên là mình mà không làm kịp thời thì thứ nhất là vừa ảnh hưởng đến cái tiến độ thi công, thứ hai nữa là cũng ảnh hưởng đến kinh tế, đến tài sản của người dân. Kiểm tra những cái khu đã giải phóng mặt bằng, thậm chí là cả những khu vực mà đã trao mặt bằng cho bên thi công, để khi mà phát hiện những cái việc mà tái sử dụng hoặc lấn chiếm thì chúng tôi phải xử lý ngay. Để trả lại mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, xã Bãi Sậy đã nhiều lần tổ chức gặp mặt, vận động, thậm chí hỗ trợ nhân lực, máy móc để tháo dỡ các công trình lấn chiếm. Đến tháng 8 năm 2023, công tác tháo dỡ công trình lấn chiếm mới được hoàn thành. Bên cạnh việc vận động một hộ còn lại chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xã Bãi Sậy đã huy động cả hệ thống chính trị, đặc biệt phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm đất vùng dự án. Chúng tôi tiếp tục bám nắm địa bàn và tuyên truyền vận động người dân đồng thuận với chính quyền và chấp hành tốt cái chủ trương chính sách không lấn chiếm để bàn giao cái mặt bằng cho đơn vị thi công. Vụ việc tại xã Bãi Sậy là bài học kinh nghiệm để các địa phương tăng cường công tác quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, tránh tình trạng vi phạm trong thời gian dài gây khó khăn, phức tạp trong công tác khắc phục. Thưa quý vị và các bạn, hướng đến mục tiêu kép, bên cạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm còn đầu tư nguồn lực để thực hiện chương trình phát triển đô thị huyện Văn Lâm nhằm góp phần phấn đấu đến năm 2025 cùng cả huyện đạt tiêu chí đô thị loại 4. Tuyến đường được trải asphalt khang trang, hiện đại ở thôn Cát Lư mới được đưa vào sử dụng, cũng như các đường trục của xã. Tuyến đường này có chiều rộng trên 7m và đáp ứng các tiêu chí của đường đô thị. Bên cạnh đó, xã còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân duy trì nghề tái chế kim loại theo hướng bền vững, phát triển thương mại dịch vụ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tỷ trọng nông nghiệp chỉ còn khoảng 10% trong cơ cấu kinh tế của xã. Cách đây vài năm thì cũng kinh tế bình thường, nhưng mà
từ lúc xã chỉ đạo là phát triển mạnh lên rồi buôn bán mạnh lên thì gia đình em là cũng nhờ vào xã đấy, nhờ vào thôn đấy thì kinh tế là cũng phát triển lên rất là nhiều. Tiếp giáp với vùng lõi đô thị trung tâm huyện Văn Lâm, xã chỉ đạo có một số tuyến đường tỉnh, đường huyện chạy qua nằm trong hệ thống giao thông kết nối liên tỉnh, liên huyện của đô thị. Vì vậy, thời gian qua xã chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho đường huyện 13, đường tỉnh 380, đường tỉnh 385 và sắp tới là đường trục phía nam đường sắt, tuyến đường tạo động lực phát triển của đô thị Văn Lâm. Nửa nhiệm kỳ qua, xã cũng đầu tư gần 100 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Năm 2022, xã chỉ đạo về đích nông thôn mới nâng cao và đang phấn đấu sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, giáo dục là tiêu chí nổi trội với cả 3 nhà trường được đầu tư khang trang và đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Về đường, trường, trạm và các khu giải trí cho người dân, khu hoạt động cộng đồng theo những cái tiêu chí mà quy định của đô thị đã đặt ra thì xã chỉ đạo đang phấn đấu là trong 2024 sẽ đạt được theo đúng quy định cũng như cái mục tiêu đã đặt ra. Phát huy truyền thống thành tựu sau 75 năm thành lập chi bộ xã Huỳnh Thúc Kháng, tiền thân của xã chỉ đạo và 60 năm thành lập đảng bộ xã, toàn đảng bộ và hệ thống chính trị và nhân dân xã chỉ đạo rất tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện mục tiêu kép về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu và góp phần xây dựng huyện Văn Lâm đạt tiêu chí đô thị loại 4 trước năm 2025. Để tiếp tục góp phần cùng với đảng bộ và nhân dân huyện Văn Lâm phấn đấu đạt đô thị loại 4, xã chỉ đạo sẽ xác định những các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, nhất là những các cái dự án phát triển kinh tế xã hội thì nó liên quan đến các cái dự án đấu giá quyền sử dụng đất, liên quan đến các cái dự án mở rộng nâng cấp các cái hệ thống giao thông trên địa bàn của xã phục vụ cho những cái dự án của tỉnh và đặc biệt là trực tiếp là cái dự án của huyện. Gà Đông Tảo là một trong những sản phẩm chủ lực của huyện Khoái Châu, tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đến nay, huyện có 5 sản phẩm từ gà Đông Tảo được chứng nhận sản phẩm OCOP. Theo định hướng đến năm 2025, gà Đông Tảo là một trong những sản phẩm được tiêu chuẩn hóa để trở thành sản phẩm xếp hạng 5 sao trong chương trình OCOP của tỉnh. Anh Nguyễn Tiến Thắng ở xã Bình Kiều có thâm niên gần 20 năm chăn nuôi gà Đông Tảo. Trong chăn nuôi, anh luôn mạnh dạn đầu tư trang thiết bị máy móc, áp dụng nâng cao chất lượng của sản phẩm. Anh Thắng cũng là người đầu tiên mang kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho gà về áp dụng thành công ở tỉnh Hưng Yên, qua đó giúp nâng cao năng suất và chất lượng tốt cho con giống gà Đông Tảo. Hiện nay, gia đình có khoảng 20.000 con gà, gồm gà Đông Tảo bố mẹ, gà hậu bị và gà thịt. Trung bình mỗi năm sản xuất 12.000 con gà giống, 6 đến 8 tấn gà thương phẩm, 300 gà Đông Tảo biếu, đem lại thu nhập từ 800 đến 900 triệu đồng mỗi năm cho gia đình. Gà Đông Tảo này phải nuôi nó dài ngày, chăn nuôi nó đảm bảo an toàn sinh học, gà nó đảm bảo chất lượng thịt ngon, thơm và chắc. Thời gian qua, sản phẩm gà Đông Tảo của hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo, xã Đông Tảo được đánh giá cao khi đảm bảo các yêu cầu khắt khe như chân to, màu lông sẫm, da đỏ. Thịt sau khi chế biến không bị bở mà săn chắc, thơm ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng. Năm 2022, hợp tác xã đã có sản phẩm thịt gà Đông Tảo được công nhận 4 sao, sản phẩm giò lụa gà Đông Tảo, giò xào gà Đông Tảo được công nhận là sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Việc tham gia chương trình OCOP không chỉ là cơ hội để quảng bá sản phẩm mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên. Để nâng hạng OCOP thành 5 sao, phải nghiêm ngặt từ cái con giống, đấy, sau đó là cũng phải nâng cấp hệ thống chuồng trại. Rồi là cái quy trình chăm sóc, rồi là quy trình phòng dịch, vaccine cũng phải chuẩn chỉ hơn. Và điều đặc biệt là hiện nay từ độ khoảng hơn 1 năm nay là toàn bộ cái sản phẩm gà Đông Tảo của chúng tôi là không cho ăn cám công nghiệp. Huyện Khoái Châu hiện có khoảng 60.000 con gà Đông Tảo và trên 700.000 con gà Đông Tảo lai, nuôi tập trung ở các xã Đông Tảo, Liên Khê, Đông Kết, Bình Minh, Bình Kiều, Tân Dân.
để nâng cao chất lượng sản phẩm gà Đông Tảo gắn với xây dựng thương hiệu trở thành sản phẩm OCOP xếp hạng 5 sao, tạo điều kiện thuận lợi tiêu thụ sản phẩm và thu hút đầu tư hướng đến thị trường xuất khẩu. Thời gian tới, huyện chú trọng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về chương trình OCOP, nâng cao chất lượng, mẫu mã, thực hiện tốt công tác vệ sinh chuồng trại nhằm ổn định, tái tạo và phát triển, tiếp tục chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học Việt Gáp. Sáng nay, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 và trao tặng học bổng cho sinh viên. Năm học 2023-2024, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh tuyển sinh được 850 sinh viên khóa 11, đào tạo thuộc 17 ngành học gồm Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế quốc tế, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kiểm toán. Hệ thống thông tin quản lý chất lượng tuyển sinh ngày càng được nâng cao, phương thức tuyển sinh đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và từng chuyên ngành đào tạo. Quy mô đào tạo của nhà trường đã tăng dần từ 2.500 lên 3.500 sinh viên. Hiện nay trường đã được công nhận trường đạt chuẩn chất lượng kiểm định đại học và đang kiểm định chương trình đào tạo. Trong năm học vừa qua, nhà trường có 95% sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi, gần 90% sinh viên có việc làm ngay sau khi ra trường với mức thu nhập khá. Tại buổi lễ khai giảng, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh cùng các doanh nghiệp đã tiến hành trao nhiều suất học bổng cho các em sinh viên vượt khó đạt thành tích cao trong học tập và các em tân sinh viên khóa 11 có điểm thi tuyển đầu vào đạt cao. Sáng nay, Tổ chức Tài chính Vi mô Tình Thương chi nhánh Hưng Yên, TIM, phối hợp với Hội Phụ nữ Kim Động tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Tổ chức Tài chính Vi mô Tình Thương, viết tắt là TIM, do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam thành lập từ năm 1992. TIM chi nhánh Hưng Yên được thành lập từ năm 1996. Qua hơn 20 năm hoạt động đến nay, TIM đã có mặt tại 7 huyện, thành phố với hơn 9.000 thành viên tham gia, hỗ trợ được hơn 100 lượt thành viên vay vốn, phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ gần 400 hội viên phụ nữ thoát nghèo. Bên cạnh những hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh, trong tháng 9 năm 2023, TIM đã tiến hành trao 4 công trình hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại các trạm y tế, cơ sở giáo dục trên địa bàn Kim Động, Khoái Châu và Yên Mỹ với tổng kinh phí 60 triệu đồng. Đây là một hoạt động thường niên của TIM có ý nghĩa xã hội, góp phần lan tỏa yêu thương, giúp các địa phương nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giáo dục tại cơ sở. Thực hiện các quy định của tỉnh Hưng Yên về bảo vệ môi trường, đến nay có 19 cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có lưu lượng nước thải từ 100 mét khối ngày đêm trở lên, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động. Nâng cao hơn một mức quy định về bảo vệ môi trường, tỉnh Hưng Yên quy định cơ sở phát sinh lưu lượng nước thải từ 100 mét khối một ngày đêm trở lên phải lắp đặt trạm quan trắc tự động liên tục, cao hơn mức quy định của Trung ương là 500 mét khối một ngày đêm trở lên. Qua rà soát trên địa bàn tỉnh có 37 cơ sở được cấp phép phát sinh lưu lượng nước thải từ 100 mét khối một ngày đêm trở lên. Tuy nhiên có 18 cơ sở chưa đầu tư hoạt động hết công suất thiết kế, lượng nước thải phát sinh chưa đến 100 mét khối một ngày đêm. Trong hơn 3 năm qua, 19 cơ sở đã thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục, trong đó có một số cơ sở phát sinh lượng nước thải lớn như hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Thăng Long 2, dệt may Phố Đối, Phố Đối A, Yên Mỹ 2, công ty Hoya Gladys Việt Nam 2, chi nhánh công ty Lavia. Dữ liệu từ trạm quan trắc của các cơ sở này được truyền liên tục về trung tâm quan trắc thuộc Sở Tài nguyên Môi trường 5 phút một lần với từ 4 đến 9 thông số kỹ thuật. Qua giám sát quá trình hoạt động của các cơ sở này thời gian qua đều chưa xảy ra sự cố môi trường cũng như chưa phát hiện các bất thường trong vận hành của hệ thống quan trắc. Vừa qua, 55 đội phòng cháy chữa cháy không chuyên thuộc 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã được tập huấn thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các tiêu chí đã đạt theo yêu cầu hướng dẫn về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an đề ra. Theo đó, gần 600 đội viên thuộc 55 đội phòng cháy chữa cháy và 2 tổ an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy đã được đội phòng cháy chữa cháy Công an huyện Tiên Lữ tập huấn kiến thức và hướng dẫn thực hành chữa cháy với hai điều kiện ban ngày và ban đêm. 100% đội viên được hướng dẫn các kỹ năng chữa cháy cũng như đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy và sơ cấp cứu, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy và khai thác triệt để phương châm 4 tại chỗ trong chữa cháy. Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an huyện Tiên Lữ đã tổ chức 16 điểm chữa cháy công cộng, trong đó mỗi xã thị trấn có ít nhất một điểm chữa cháy công cộng nằm ở vị trí dễ chi phối hoạt động chữa cháy. Bên cạnh đó, 31 tổ chữa cháy liên xa ở các thôn cũng là lực lượng tại chỗ
góp phần đáp ứng yêu cầu dập đám cháy nhanh nhất khi xảy ra sự cố cháy nổ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.